Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nghề May Kết Hợp của mình. Và kênh Nghề May Kết Hợp của mình ấy, thì chỉ cho các bạn từ lúc chưa biết may và cho đến lúc các bạn biết may, và các bạn có thể là làm mẫu, may lên tất cả các mặt hàng như ba lô, túi xách, những cái mặt hàng gì các bạn muốn may và căn chỉnh sửa máy luôn. Đó, và hôm nay ấy, thì mình sẽ làm cái video này là chỉ cho các bạn thay cái dây của loa và cái máy bàn này đó. Hôm nay máy của mình thì mình phải thay mấy cái, nhưng mà mình sẽ thay cái máy bàn vào cái máy bàn này. Thì các bạn áp dụng từ cái máy bàn này, các bạn có thể thay được cho tất cả các máy của các bạn cái dây của loa này. Thì cái dây của loa này ấy, có nghĩa cái máy bàn này ấy, thì cái thông số của nó gọi là nó ngắn hơn một chút so với cái máy bước đấy. Còn so với máy ống máy trụ thì không nói, máy ống máy trụ thì nó dài hơn. Đây, các bạn có thể mua cái dây của loa này. Mình mua lẻ thì là đi 20.000 một một sợi nhá. À, còn các bạn mà lên Tân Bình mua thì có khả năng là khoảng tầm 15.000 hay là gì đó, nói chung là sẽ rẻ hơn. Mình lâu lắm cũng chưa lên trên Tân Bình. Thì cái dây của loa này các bạn mua cho mình cái số M41 hoặc là M42 thì các bạn có thể thay vào cái máy bàn này vừa. Còn với cái máy bước, các bạn có thể là làm cái dây của loa là M43. Đấy, hoặc là M43 hoặc là M442 nó cũng có thể vừa. Các bạn chỉnh cái ốc lên ốc xuống. Đấy. Còn nó trong cái motor nó có cái chỗ motor nó có ốc lên thì chỉnh lên để xuống nó rất dễ. Đó. Thì bây giờ các bạn mình sẽ chỉ cho các bạn coi mấy cái máy này. Đây các bạn nhá. Như cái máy bước này của mình đây. Các bạn thấy không, dây của loa của nó thấy không? Cái dây của loa của nó bây giờ như này, nó chạy này. Cái này ấy, nó phật ra ấy. Mình chạy những cái dơ dơ nó phật ra đấy, ra hàng các bạn. Nếu mà ra những cái hàng như này ấy, thì mình lau không nổi đâu, hay những cái hàng như này mình lau nổi dơ dơ lắm đấy. Còn đây là cái máy bước mình sẽ thay, tí nữa mình phải thay cái này nữa này đấy. Rồi đây còn cái máy ống này, cái máy ống là ống này các bạn thấy không, tại vì do cái chiều cao của nó rất cao nên là cái dây của loa của nó cũng dài, đúng không? Mình thì mình không nhớ cái dây này lúc nào mình đi mua là mình phải mang nó đi và mình lựa để người ta đo xong mình lấy về. Còn cái máy này thì các bạn thấy không, đó, cái máy là máy trụ đứng này. Máy này nó cao cao như này mà. Các bạn thấy không? Dây của loa của nó tít dưới đó. Thì cái độ dài của nó rất dài. Đấy. Nên là những cái máy này thì mình vẫn dây vẫn còn ngon nên mình chưa chưa cần thay. Đây, thì mình cũng phải thay cả cái máy này nữa. Đây. Đấy. Thay cái máy này nữa. Thì do ngoài xưởng kia máy mình vất ngồi đấy nhiều, nhưng mà mấy cái máy đấy thì cũng chưa làm đến, tại vì do rồi dịch bệnh ấy nên là hàng nó cũng ít, nên thợ mình cũng chưa kêu công nhân về, nên là xưởng của mình ngoài đấy là mình cũng vẫn chưa chưa ấy. Chưa làm nhiều. Thì đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn là thay cái dây của loa vào cái máy bàn này nhá. Rồi các bạn cùng làm theo mình nhá. Đây nha các bạn. Lúc các bạn thay dây của loa thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái cà lê 16 hoặc cái mỏ lết. Các bạn có cà lê thì các bạn xài cà lê, không có cà lê thì có là có cái gì các bạn xài đấy. Rồi. Đó. Rồi các bạn sẽ lật máy lên cho mình. Lật máy lên. Dù cái máy này về trước. Rồi các bạn lấy dây của loa ra. Đây. Với cái dây của loa này các bạn nhìn này, nó vẫn còn có thể là nhìn, các bạn nhìn thì có thể vẫn chạy được đấy, nhưng các bạn đặt mặt dưới lên này đó, các bạn thấy này, nó bị thời gian mình may nó sẽ bị chóc này đấy, nó ghẻ ra nó lất đây, như là dưới này nó bị lất đây, các bạn thấy không, trông vậy thôi nhưng mà nó bị gãy đoạn này rồi. Những cái đoạn này nó vấp ấy, lúc đầu nó chạy qua cái bánh đà đó, nó chạy qua nó vấp, nó lăn nó không đều thì chắc chắn rằng ấy là nó sẽ mình may nó không được chuẩn. Đấy, thì bây giờ các bạn mình sẽ sấy cái ốc thế này đi. Đây cho các bạn nhé. Ở cái motor này nó cái ốc này này, nó có hai con ốc. Trên con ốc trên và con ốc dưới. Các bạn sấy con ốc dưới trước, lưới ra. Lưới ra chừng vài gen đi. Đó. Rồi các bạn lưới ra. Lưới ra vài gen thì cái motor nó vẫn cứ kéo xuống đúng không? Nó vẫn có cái hạ vừa tơ đứng xuống thì mình xoáy ốc trên này lên chừng vài gen, các bạn cứ cho vài gen lên đấy, cho vài gen lên đúng không? Ok, xong bây giờ mình sẽ đắp dây collagen. Đây nha các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ lật máy này lên. Đây, các bạn đặt cái máy này lên này, du vào đằng trước để cho nó hạ xuống được đó, cho nó phải nặng. Rồi các bạn đút nút dây loa từ cái lỗ này xuống đây, các bạn ngoằng bên dưới này con năm dưới này trước. Rồi xong các bạn rửa cái máy này lên. Đây. Rồi xong các bạn hạ xuống. Ok.
Ok, đúng không? Đấy, thế là mình đã đưa dây cu đo vào xong. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ chỉnh, đúng không? Đây nó đã đang trồng như này không mà may được, đúng không? Và chúng ta sẽ chỉnh. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây, các bạn đừng để cái dây cu loa này nó căng quá, mà các bạn cũng đừng để trùng quá. Các bạn vừa để đúng tầm thôi, các bạn bóp dây cu loa vào như là vào này cho mình. Bóp trùng trùng vô. Xong bạn siết ốc và xuống, còn ốc trên siết xuống vừa cái tầm bắt phải, các bạn phải giữ tay như này. Đúng không? Giữ tay như này, các bạn thả ra thì nó lại tụt xuống đó, như vậy các bạn giữ tay tầm này để nó trùng, các bạn đừng để căng và xoáy ốc này lên. Rồi. Đấy, xoáy lên xong các bạn thấy này, kiểm tra dây nó vừa tầm đẹp. Đúng không? Này nó vừa tầm đẹp, đừng để căng đét đó, vừa tầm đẹp này các bạn xoáy ốc vô. Rồi các bạn kiểm tra trên này. Đây. Trên này các bạn kiểm tra luôn này. Bóp đây. Các bạn thấy không? Này. Tầm này là ok. Đó. Đây, mình mang qua bên này cho các bạn coi này nữa. Đây. Tầm này. Đấy là ok. Các bạn bóp mà thấy nó cái độ của nó là nó không căng mà không trùng, vừa tầm đẹp như này là ok này các bạn. Cứ lại dây xoay đúng không? Đấy không? Cái bánh lăn nó không chặt, nếu mà nó chặt quá là cái này đi nó chạy rất khó. Đó. Đấy. Xong các bạn kiểm tra xong các bạn xoáy ốc rồi. Đây. Các bạn sẽ xoáy ốc vào. Tại vì hai ốc kia lúc nãy mình giữ nó cố định một chút rồi, nên bây giờ mình xoáy vào được. Đây. Đúng không? Đây là mình bóp này. Đấy. Cái này mình đã nó vặn 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 này khò khò vào đây rồi, bây giờ mình lấy cái mỏ lết mình vặn kỹ vào, chắc vào. Đây. Cái này thay nhanh lắm, đơn giản lắm. Rất dễ. Đó, đúng không? Tầm này là ok, vừa đẹp luôn này. Đó, dây cu loa vừa tầm đẹp này. Đó. Vậy nếu các bạn thấy cái video hay, các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình, và các bạn có thể cứ nhớ ấn quả chuông để có video mới rồi mình đăng lên các bạn sẽ được báo sớm. Đó, thì bây giờ mình cũng chỉ cái máy này xong này. Cái máy nào mình chỉ xong thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho mấy cái máy này. Thì tại vì nó áp dụng giống nhau hết. Đó, nên là cái máy nào mình cũng chỉnh dây cu loa mình cũng phải căn như vậy thôi. Đó. Đây. Mình chỉnh cho mấy cái máy này. Đó. Thì thôi mình cũng cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại nhá.